Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tặng hũ quà cho cốt Phạm Minh Chính ngụ ý điều gì. Có thể nói cho đến hôm nay, chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã thất bại nặng nề trong vấn đề chống dịch. Liên tiếp các chính sách sai lầm ban ra làm cho đời sống người dân vốn thiếu thốn giờ lại thêm thiếu thốn hơn. Tuy nhiên, điều đáng nói là tỷ lệ chết vì Covid-19 của Việt Nam cao bất thường. So với Thái Lan thì tỷ lệ tử vong Covid-19 tại Việt Nam cao gần gấp 3 lần. Đó chỉ là những cái chết tại bệnh viện. Còn những cái chết ở nhà thì rất nhiều, không ai kiểm soát được và số này rất lớn. Chết nhiều đến nỗi, quan tài trở nên khan hiếm, không đủ để đáp ứng. Cảnh người dân chết bị bó chiếu nằm la liệt, trông rất đau lòng. Hàng chục container đông lạnh chạy hết công suất để giữ những xác chết thiêu dần. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính chống dịch khá màu mẻ. Nếu là tại các nước dân chủ thì ông Thủ tướng đã bị người dân đòi phải từ chức. Tuy nhiên, đây là nước độc tài cộng sản. Nhà nước lúc nào cũng đúng và dân không có quyền chỉ trích đảng và nhà nước. Ai chỉ trích sẽ bị liệt vào thành phần phản động hoặc bị bắt hoặc bị phạt tiền. Nói ra đâu xa, tại Thái Lan, người dân cũng biểu tình cả tháng trời đòi Thủ tướng đương nhiệm phải từ chức. Dân Việt Nam có trình độ dân trí khá cao nhưng cho đến giờ phút này rất ít người dám đòi hỏi như vậy. Chính vì thế, những người con của đất nước đã nhiều người phải ra đi tị nạn vì dám lên tiếng phản đối nhà cầm quyền, và những lãnh đạo còn lại là những người kém hiểu biết đã đứng ra lãnh đạo đất nước nên đất nước càng ngày càng tụt hậu. Và kết quả là người dân phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Kiêu ngạo, thiếu sáng suốt và không chịu học hỏi là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Càng sai họ càng tự sửa mà tự sửa không chịu học lại càng sai. Đã hơn 3 tháng, người dân vật lộn với Covid nhưng chính phủ không chịu thay đổi cách chống dịch. Đến khi nhận ra mình sai lầm thì đã hơn 10 vạn sinh mạng của người dân ngã xuống. Cho đến lúc này, chính phủ nhìn ra sai lầm nhưng vẫn không thể nào sửa đổi triệt để vì bộ máy quá cồng kềnh và tỏ ra vô cùng chậm chạp, không chịu thay đổi và mạng người dân cứ tiếp tục đổ ra. Loại Vũ Đức Đam nhưng không đảm đương nổi vai trò chống dịch Covid-19 và cần sự hợp lực, cần thiết có kế hoạch lâu dài, cần phải cân nhắc thiệt hơn thì Việt Nam lại không làm được. Tuy nhiên, ông Vũ Đức Đam lại tỏ ra kiêu ngạo sau những lần chống dịch thành công vào năm 2020 và khi dịch dã ập đến thì ông ta lại trở tay không kịp. Cách hành xử của ông Vũ Đức Đam mang bản chất chung của Đảng Cộng sản. Phải nói rằng, dù ông nào làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cũng đều có cách hành xử giống nhau như vậy. Chẳng qua là vì ông Vũ Đức Đam đã bị những thế lực lớn hơn quy rối trách nhiệm. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nếu công thì giành lấy phần về mình, mà nếu tội thì đổ cho tập thể. Trước đây, khi bị chất vấn về vấn đề sai phạm ở những quả đấm thép, ông Thủ tướng Việt Nam khi đó Nguyễn Tân Dũng cũng đã đổ tội cho Bộ Chính trị, và với quyền lực đỉnh cao, không ai có thể buộc ông Dũng từ chức. Ông Vũ Đức Đam chỉ làm Phó Thủ tướng, mà Phó Thủ tướng không phải là Ủy viên Bộ Chính trị nên ông Đam hoàn toàn có thể bị quy trách nhiệm nếu người muốn quy trách nhiệm có quyền chức lớn hơn ông Đàm. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam chống dịch thất bại, nhưng Phạm Minh Chính cũng không khá hơn. Có hai cách quy trách nhiệm, thứ nhất là bí mật, thứ nhì là công khai. Khi quy kết trách nhiệm công khai thì xem như sự nghiệp chính trị của người đó kết thúc, còn quy kết trách nhiệm âm thầm thì người ta chỉ tước bỏ một phần quyền lực mà thôi. Với khả năng chống dịch kém cỏi, ông Vũ Đức Đam đang bị quy kết trách nhiệm, và người làm điều đó chính là ông Phạm Minh Chính, chứ không ai khác cả. Đó là lý do ông Phạm Minh Chính thay ông Vũ Đức Đam làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Như vậy là hồ sơ năng lực của Vũ Đức Đam trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã dính một vết đen to tướng. Có thể đến Đại hội 14 thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tính sổ với tương lai chính trị của ông Vũ Đức Đam. Lên thay ông Vũ Đức Đam, Phạm Minh Chính cũng không làm gì khá hơn cả. Vẫn loay hoay chống dịch một cách cực đoan. Kết quả là dịch không giảm mà vẫn cứ hoặc giữ nguyên hoặc tăng lên. Như đã nói, người cộng sản nào cũng kiêu ngạo, cũng duy ý chí và cũng rất cực đoan, và Phạm Minh Chính cũng không thể là ngoại lệ. Ông ta vẫn chống dịch bằng bạo lực, con virus nó vô hình, nhưng ông Phạm Minh Chính đã cho quân đội mang súng AK vào Sài Gòn chống dịch, làm cho không khí thành phố này vốn đã ngột ngạt lại càng trở nên ngột ngạt và bạo lực hơn. Người dân thành phố Sài Gòn cũng không cảm thấy dễ thở hơn khi ông Phạm Minh Chính thay ông Vũ Đức Đam. Tuy nhiên, với vị trí là Thủ tướng Chính phủ với quyền lực đứng thứ nhì trong Đảng Cộng sản,
không ai có thể buộc tội ông Phạm Minh Chính, kể cả khi ông này làm sai. Bao nhiêu sai lầm của ông Chính, người dân đều phải cắn răng chịu đựng, thật tội nghiệp cho dân người dân Việt Nam với hàng trăm triệu người và bị đè nén và bị cai trị bởi những người mà họ không hề bầu lên. Vào hôm 1 tháng 9, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã gặp gỡ tới 70 nhà khoa học trong lĩnh vực y tế để bàn về công tác chống đại dịch COVID-19. Và lời đồn về một thủ tướng có năng lực tan thành mây khói có thể nói rằng trước khi ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, ông Phạm Minh Chính được nhiều người đánh giá cao. Tuy nhiên, qua hơn 6 tháng cho thấy ông Chính không khác gì ông Nguyễn Xuân Phúc là mấy, nói khoác lác vẫn là màu chính trị mà không hề có chính sách gì ra hồn. Ông Chính thay ông Vũ Đức Đam nhưng vẫn không đổi cách chống dịch. Mạng người dân không phải là thứ chuột bạch mà ông Chính có thể đem ra đùa giỡn cho được. Ngoài kết quả chống dịch thì có thể nói rằng khả năng điều hành đất nước của ông Phạm Minh Chính cũng rất hạn chế. Và cuối cùng là người dân chết như ngả dạ thì mới thừa nhận ý kiến của dân là chính xác. Đến đây lời đồn đã trở nên vô nghĩa. Những gì ông Chính đã làm cho Quảng Ninh trước đây chủ yếu là nhờ trải thảm đỏ mời Trung Quốc tiến vào. Năng lực của ông Phạm Minh Chính thì cũng chỉ đến có như vậy mà thôi. Đây là hình ảnh đến khi hàng vạn người dân chết thì ông Phạm Minh Chính mới thừa nhận người dân nói đúng. Rồi đây không biết bao nhiêu sinh mạng của nhân dân sẽ phải trả giá cho năng lực yếu kém của ông thủ tướng này. Hiện nay cho thấy Phạm Minh Chính đang muốn thâu tóm quyền lực về tay của mình. Một con người thiếu năng lực mà có quyền lực lớn là rất nguy hiểm. Nắm thủ tướng chính phủ là một điều kiện tốt để thể hiện năng lực. Tuy nhiên với điều kiện như thế mà ông Phạm Minh Chính không thể hiện được thì người dân Việt Nam cũng không còn hy vọng gì ở ông này nữa. Ông Phạm Minh Chính vẫn giữ lại bộ khung tổ tư vấn dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy có tổ tư vấn nhưng xem ra tổ tư vấn này cũng không tư vấn được gì cho ông Phạm Minh Chính. Hầu hết những chính sách là sai lầm, là phi thực tế. Người ta không biết chất lượng tổ tư vấn này như thế nào, nhưng chất lượng tư vấn thì rất thấp kém. Có hai khả năng xảy ra. Một là tổ tư vấn kém cỏi, hai là thủ tướng kém cỏi nhưng lại không nghe tổ tư vấn. Mà thực tế thì nếu thủ tướng kém cỏi thì cũng không biết dùng người, đặc biệt là dùng người tư vấn chính sách công. Ông Phạm Minh Chính đã làm những điều không ai hiểu nổi. Không hiểu sao, vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, ông Phạm Minh Chính lại cho trao tặng các nhà khoa học món quà lưu niệm. Cũng không hiểu vì lý do gì mà ông Chính lại tặng một món quà nhạy cảm đến như vậy. Dân chết như dạ, lò thiêu quá tải, quan tài khan hiếm, hũ cho cốt cho người xấu số là một hình ảnh quen thuộc. Quà tặng của ông Phạm Minh Chính chẳng khác nào rủa người ta. Ít nhất hành động này cho thấy ông Phạm Minh Chính không biết nghệ thuật ứng xử. Trong thời kỳ đại dịch tràn lan như thế này mà tặng hũ cho thì rất giống tặng đồ để dùng đựng cho cốt. Chẳng lẽ những người nhận dám từ chối hay sao? Ắt hẳn không ai muốn cầm những món quà như vậy. Trong cuộc gặp này được mô tả là cơ hội để ông Thủ tướng Chính phủ lắng nghe ý kiến từ giới khoa học nhằm điều chỉnh chính sách chống dịch. Tuy nhiên, chính sách chống dịch của những ngày qua được xem như là thất bại. Cho đến giờ người ta cũng chưa thấy giá trị của các nhà khoa học ở đâu và được chính phủ tiếp thu và thực hiện ra sao cả. Đây là hình ảnh tặng hũ cho cốt, ông Chính đã quá thâm hay quá vụng. Ở cuộc gặp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tặng quà cho các nhà khoa học để tri ân sự đóng góp của các đội ngũ y tế cho công tác chống dịch. Mà nói là thưởng nhưng trông có vẻ như rủa vậy. Thật là khó hiểu cách hành xử của ông Thủ tướng mới lên này. Lẽ nào ông Phạm Minh Chính vụng ăn, vụng nói và vụng cả cách ứng xử như người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc khi ông Chính có ý đồ nào khác đây? Sau khi hình ảnh của món quà mà các nhà khoa học được Thủ tướng trao tặng được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đã lên tiếng cho rằng việc sử dụng cái hũ ở thời điểm này là thiếu nhạy cảm bởi nó gợi nhớ đến hình ảnh của cái hũ cho đựng cốt của những người dân Việt Nam đang hàng ngày hàng giờ tử vong vì đại dịch COVID-19 vì sai lầm của chính phủ. Không hiểu ông Phạm Minh Chính quá thâm hay quá vụng. Nếu quá thâm thì điều đó chứng tỏ ông ta quá đen tối. Ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng hứa hẹn một thời kỳ đen tối tiếp theo cho người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 9 năm 2021 với bản tin tặng quà hũ cho cốt Phạm Minh Chính ngụ ý điều gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.